Chào các bạn, mình là Alex. Mình rất thích chơi thể thao. Rồi tóc Kini. Và hồ ly xa nữa. Mình hơi quậy tí xíu phải không các bạn? Nhưng mà rất là vui đó nha. Chào các bạn, mình là Kini năng động. Mình luôn có mặt đúng lúc để bảo vệ Lisa khỏi tên Alex bị nhầm chuyện. Mình là Lisa, mình thích ca hát và nhảy múa. Mình còn thích soi gương làm đẹp. Và còn hay bị Alex bắt nạt nữa. Xin chào, mình là Elvin. Sở thích của mình là nghiên cứu khoa học. Thì đôi lúc không thành công nhưng mình vẫn rất thích tìm hiểu về nó.